cái này sao ạ? À, mình rất hay nhìn vào xương vừng hả? À. sau, à, bạn Khánh chia sẻ sau, 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 cái này dễ đúng không? À, tự nhiên đấy hai cái, đấy hai cái đúng không? ở à, đây, đây đây là bệnh nhân này chưa đúng không ạ? nhưng bệnh nhân bên này là có rồi này, sau rồi đúng không ạ? một trước một sau nha, đúng không? kiểu hai mẹ con, đúng không ạ? À, cái này là mẹ cái này con đúng không Đấy, rất là dễ đúng không ạ rồi đây xứng vừng nhá đúng không cái thứ ba nữa là mình có thể vào dựa vào trụn xương quay này đúng không ạ trụn xương quay này này Đấy, ví dụ khi bình thường mình thấy này cái trụn xương quay và nó nhỏ hơn này nhỏ hơn so xương quay này nó chưa ôm vào xương quay này và nó tách biệt hẳn ra mọi người thấy đường khớp đen đen đúng không ạ rất là rõ ràng nhé khi đó ok bệnh nhân mình trước giai đoạn tăng trưởng trước giai đoạn tăng trưởng Đấy, đúng không ạ đây trong một trường hợp này ví dụ đây chẳng hạn khi mình nhìn thấy xương cái sụn tròn quay này Đấy, cái sụn quay này nó to bằng cái xương quay này đó, nó bắt đầu nó ôm vào xương quay này rồi này đó, có thể nó hơi hơi cái móc móc này này bằng này hoặc là có móc ôm vào ấy nó bắt đầu ôm vào nhưng mình vẫn nhìn thấy rõ này ranh giới này nó vẫn phân biệt hẳn này tách biệt hẳn so với cái xương quay của mình thì khi đó là bệnh nhân của mình đang giai đoạn tăng trưởng nhé bệnh nhân mà còn có sụn đúng không ạ còn sụn sụn còn phát triển tức là bệnh nhân còn cao được xương còn phát triển được đơn giản vậy thôi đúng không? Còn nếu bệnh nhân của mình ở ừ, cái sụn mà nó nhỏ quá, à, bệnh nhân chưa tăng trưởng nhiều đâu, hoặc là cái sụn nó dính vào xương rồi, không thấy rõ sụn với xương, Thì chắc chắn bệnh nhân của mình đã qua giai đoạn tăng trưởng lâu rồi, đúng không ạ? À, đây ví dụ đây sụn xương quay, nhìn thấy này, à, ok, đây mình thấy to bằng xương quay này, đúng không ạ? Và có cái cái vạch để rõ rất là rõ, à, đây sụn xương quay nhá, đây là bệnh nhân của mình đang giai đoạn tăng trưởng, chưa? Đấy, à, mình thấy là ok, với bệnh nhân này trước, trong hay sau giai đoạn tăng trưởng ạ? hay dựa vào xương quay ạ, hay nhà mình khi mà các bạn mà đang giai đoạn tăng trưởng ấy thường thường lại cho mà bệnh nhân chụp cái phim này, khi bàn tay chụp dễ đúng không ạ, mình cho vào cái máy chụp phim cephalometric chứ, à, giờ bàn tay trái ra chụp một cái đúng không ạ, à, rất là dễ, trước trong hay sau ạ, theo mọi người bệnh nhân này trước trong hay sau giai đoạn tăng trưởng ạ, à, trong giai đoạn tăng trưởng đúng không, cái này rất là dễ nhé đấy khi mình nhìn quen này rất là dễ bệnh nhân này sao ạ bệnh nhân này trước trong hay sau ạ à, sau này bảo anh sau này ok sau vẫn viện cụ sau sau ok thỉnh thoảng mọi người là mọi người à, gọi là giao lưu tí xíu đúng không thỉnh thoảng mình mình có thể comment vào phần chat chút một tí xíu đúng không để mình mình rất là dễ mà sao mình nhớ được sau mình trời gần nhìn cái phim cái là mình biết được bệnh nhân của mình trước trong hay sau trước thì chưa bộ can thiệp đấy, trong giai đoạn tăng trưởng thì mình can thiệp tốt và sau giai đoạn tăng trưởng mình can thiệp rất là khó đúng không ạ cái này sau rồi đúng không thì khi mình nhìn thấy cái sự quay này đấy, nó dính vào xương quay này rồi đúng không nó hoặc xương vừng đây này, này thấy cản quang rất là rõ này đó, xương vừng đây mình thấy cản quang rất là rõ đó rồi ok đấy là ba cái đặc điểm rồi đúng không ạ đặc điểm thứ tư là mình sẽ xem xem các cái sụn giàn đốt của các ngón tay này đó, liên quan đốt ngón tay nhé đốt ngón tay đúng không ạ thì thông thường khi mà mình nhìn này thì các cái đốt ngón tay của mình là có cái sụn đúng không ạ? bao nhiêu thế nó có các sụn đây này, này. À, mọi người thấy có cái sụn này không? trong thơm này bệnh nhân rất là nhỏ này đúng không ạ? một là xương được vừng chưa thấy đâu, xương động chưa thấy đâu này, bệnh nhân rất là nhỏ thì mình thấy này, à, các cái sụn của các đốt ngón tay này rất là nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với các đốt ngón tay này này, đúng chưa? Đó, đây là bệnh nhân chưa giai đoạn tăng trưởng. còn nếu bệnh nhân mà giai đoạn tăng trưởng này thì mình thấy ở các sụn này đúng không ạ? sụn này nó to bằng với cái đốt này và bắt đầu là khi giai đoạn sau sau chút xíu là có móc nó ôm lên các đốt ngón tay của mình này. Tuy nhiên mình vẫn nhìn thấy có cái phân biệt giữa cái cái đốt ngón tay của mình và cái, cái sụn sụn cái đốt ngón tay này. này đúng không ạ? hoặc bệnh nhân là sau giai đoạn tăng trưởng này. À, ví dụ bệnh nhân này sau giai đoạn tăng trưởng là mình không nhìn thấy cái sụn dán đốt đâu, đúng chưa? thấy sụn dán đốt ngón tay nhé, này nó dính hết vào cái đốt ngón tay này, đúng không ạ? có còn sụn thì bệnh nhân mới tăng trưởng được, mới phát triển được. còn nếu không là bệnh nhân hết tuổi hết tuổi tăng trưởng rồi đúng không? Đó. này đúng không ạ? Đây là các giàn đốt. Những bệnh nhân này trước trong hay sau ạ? Trước trong hay sau giai đoạn tăng trưởng ạ? Đấy, mình mình nhìn mấy cái phim là mình uh, mình biết ngay đúng không ạ? Trong giai đoạn trước. Trước, rồi, tầm có người tầm người trước đúng không? Đấy, ban đầu mình cứ nhìn, mình cứ nhìn từng cái trước đúng không? À, trên phim này thì mình có thể mình nhìn thấy là một số cái sụn nó nó hơi to to một chút xíu này tuy nhiên mình để để ý đây em ạ đây, những sụn này, này mình thấy nó vẫn hình đĩa này nhỏ hơn này đúng không ạ đây ạ đúng không ạ đây mình thấy rất là nhiều cái này nó nhỏ hơn so với cái đốt ngón tay này này đây, thường thường mình căn cứ vào nhìn qua cái thôi đó. Và mình thấy ở cái này vẫn hình đĩa này nhỏ hơn này bệnh nhân này trước đoạn là trưởng đúng không ạ hoặc đây mình nhìn thấy này, bệnh nhân này chưa thấy đâu đúng không ạ các xương còn cách nhau rất là rõ này đó xương quay nó nhỏ hơn này hoặc chưa thấy trong vương này đúng không ạ bệnh nhân này trước giai đoạn tăng trưởng đúng không ạ nó ví dụ bệnh nhân này sao ạ, cái này trước trong hay sau ạ, à, trong này trong đúng không, trong, à, trong, trong, ok, đúng không, cái này rất là dễ đúng không, đây mọi người nhìn thấy này nó to to bằng cái này này đúng không, ạ? À, ví dụ đây là mình thấy nó hơi ôm lên này, hơi ôm lên một chút xíu này, đúng không? bây giờ này sao ạ bây giờ này sao ạ trước trong hay sau mình căn cứ từng điểm thôi à, cứ sau hôm sau mình nhìn một phim là cái là mình biết ngay rồi sau này trong này trong à, chị Linh Chi có cái nhìn cái ai cần nhìn đẹp quá à, rất là nhiều màu à, có người sau người trong đúng không à, sau Ok, cái giai đoạn này bệnh nhân là đang giai đoạn tăng trưởng rồi, tăng trưởng rồi. Tuy nhiên nó giai đoạn sau của giai đoạn này, đỉnh tăng trưởng ấy, đúng không? Đó, mình thấy là ok. Đó, phim này hơi mờ chút xíu thôi. Đó, phim này hơi mờ chút xíu. Tuy nhiên khi mình nhìn thấy cái cái sụn này này, đúng không? ạ? Thì mình nhìn thấy rõ hơn là sụn trong quay này, Đó ôm bằng cái này này. Đây giờ vẫn đang, đang giai đoạn tăng trưởng nhưng mà hơi sau sau một chút xíu. Với đốt này, đốt ngón tay nó không được rõ này, nó hơi dính vào đây rồi, đúng không ạ? Phim này không được rõ lắm đấy. Đây bệnh nhân này sao ạ? cái nhà này, trước trong hay sau ạ 123 cũng được mọi người bấm một là trước hai là trong ba là sau cũng được Đó, nhanh đúng không à, có người hai người ba rồi một là trước hai là trong ba là sau đúng không ạ à, à, cái này gần như tỷ lệ là 40 60 rồi trong là khoảng 40 sau là khoảng 60 rồi đúng không 30 70 rồi cũng nên đấy. rồi À, nhiều người là trả lời sau hơn đúng không ạ bây giờ này sau cho đoạn tăng trưởng rồi ạ đó đúng không ạ mình nhìn thấy không thấy rõ cái, cái, đốt này, này không thấy rõ đốt đầu đúng không ạ không thấy cái đường đánh dưới chứ sụn và cái xương đâu cả thứ hai đây mình nhìn có thể nhìn thấy này đây cái này xương đậu chắc chắn có rồi sụn xương quay này dính vào này rồi đúng không sụn xương quay dính vào cái xương quay này cái xương vừng này xương vừng này đúng không ạ cảm quan rất là rõ này đó à, chị linh chia con con đặt cho hả à, thấy nhiều hoa quả đấy nhiều hoa quả rồi, OK, đây là cách rất là dễ nhá. Rất nhiều phim mình có thể mình nhìn được này. Khi mình nhìn uh, một số phim là mình nhìn quen thôi. Ví dụ bệnh nhân này, uh, OK, tổng hợp lại chút xíu này. Thông thường khi mình nhìn vào bốn cái nha. Thứ nhất xương đậu đúng không ạ? Là bệnh nhân đây có xương đậu rồi này. Nếu chưa có xương đậu, bệnh nhân còn rất là nhỏ, chưa nếu đã tăng trưởng đâu. Rồi cho bệnh nhân về ăn chơi thoải mái đi. Đấy, ít năm nữa quay lại, vài năm nữa quay lại chú kiểm tra cho, đúng không? Thứ hai bệnh nhân đang hiện đoạn tăng trưởng. OK, khi đấy là xương đậu là nó có rồi. Mình kiểm tra xương đậu ở vùng này đúng không ạ? Có rồi, đấy, hai xương chồng nhau này đúng không ạ, chừng mắc với trường đậu đấy. đấy. thứ hai nữa là mình kiểm tra xương vừng này, khi có chừng đậu kiểm tra xương vừng này, xương vừng mình bắt đầu thấy nó gọi là nó bắt đầu cản quang hơn một chút xíu rồi, tuy nhiên mật độ cản quang vẫn thấp, thấp hơn so với xương của đốt bàn tay này. này. Đó, khi đó bệnh nhân đang giai đoạn tăng trưởng, chưa có xương vừng chưa tăng trưởng, có xương vừng và xương vương mật độ cản quang thấp, chưa dính vào cái, cái xương đốt bàn tay của mình ấy. Thì OK, bệnh nhân đang giai đoạn tăng trưởng. còn sau giai đoạn tăng trưởng thì mình thấy cái, cái xương vương này nó dính vào đúng không, dính vào đây và mật độ cảm quan rất là cao đó thứ ba là sụn xương quay này mình thấy đây bệnh nhân đang tăng trưởng này sụn xương quay to bằng xương quay này bắt đầu nó giai đoạn là nó, nó ôm vào đây đúng không nó nó bắt đầu có móc ôm vào đây này. đây là giai đoạn đang tăng trưởng còn sau tăng trưởng là cái sụn này nó ôm vào nó dính vào xương không có ranh giới này không có rõ cái đường đường uh, sụn này đó, và thứ tư là yếu tố là về cái sụn nhà đốt này đúng không ạ thì khi mà trước tuổi tăng trưởng sụn này nhỏ hơn so với cái đốt ngón tay của mình nó hình đĩa hình ngoài cái đĩa nhỏ hơn và phân biệt rất là rõ cách biệt rất là rõ giai đoạn tăng tăng trưởng à, hình đĩa này chuyển sang cái gọi là à, nó có móc lên cái tên để bắt đầu là to bằng cái đốt ngón tay này có móc để ôm lên thì khi đó là ok bệnh nhân đang giai đoạn tăng trưởng còn giai đoạn sau giai đoạn tăng trưởng nó dính vào rồi dính vào có đốt ngón tay của mình rồi mình không phân biệt được cái sụn với cái, cái người đốt ngón tay nữa đó là những cách để mình có thể mình mình chẩn đoán được nhé rồi đúng không ạ rồi, đó là một số cái à, mình chỉ cần nhìn đến cái, cái, cái tuổi bệnh nhân này tuổi và giới đúng không ạ đặc điểm giới tính thứ phát này À, mọc răng này, sự mọc răng thay răng này, hoặc là khi mình à, mình xem xem trên cái phim đốt trong cổ, trên cái phim à, bàn tay của bệnh nhân mình xem xem bệnh nhân của mình là à, đến giai đoạn tăng trưởng chưa, trước giai đoạn tăng trưởng chưa can thiệp vội đúng không? Can thiệp rất là hạn chế. À, trong giai đoạn tăng trưởng là thiệp tốt, còn nếu sau giai đoạn tăng trưởng, à, sau giai đoạn à, tăng trưởng thì khi đó là mình can thiệp vào rất là khó khăn, đúng không? rất là hạn chế hiệu quả nông cao. rồi à, mình có thể à, mình à, căn cứ vào nhiều yếu tố là chính xác hơn đúng không rồi thì à, đây là một số cái vấn đề tức là khi mình à, mình thường can thiệp ấy có những vấn đề mình can thiệp rất là sớm mình có những vấn đề ở vấn đề về xương các kiểu hạn mình phải chờ giai đoạn bệnh nhân đang tăng trưởng thì mới can thiệp được à, đợt trước em có làm một số bạn các bạn nhỏ quá mình vẫn làm mình chưa hiểu hết các vấn đề à, mình làm mình thấy ôi điều trị mãi mãi mà không thấy ăn thua gì nhiều có thay đổi nhé nhưng không không nhiều lắm không nhiều như mình mong đợi Nói sau là trì hoãn em một chút xíu nữa ok đến bây giờ là bệnh nhân đang tăng trưởng điều trị cũng khác hẳn luôn chắc là tầm ở có những bạn là cắn ngược các kiểu này hoặc là loại hai loại hai xương ấy hàm dưới lùi ấy mình điều trị một hai tuần thôi mình thấy khác hẳn luôn còn có những bạn trước đây mình điều trị cả mấy tháng trời ba bốn tháng trời không thấy gì cả hôm vừa rồi trong cái phần chỉ nhà tăng trưởng ấy một số bạn hỏi mình ấy là một số bạn thì ở bạn các bạn ấy đi lớp ấy các bạn có hỏi là các bạn có làm một số bệnh nhân đang tăng trưởng ấy nhưng mà ở ừ, bây giờ giả sử mình thường nói bệnh nhân đang tăng trưởng mình điều trị khoảng tầm 3 tháng 6 tháng thôi, à, thường thường như vậy các bạn hỏi ừ, nếu thấy 6 tháng trời mà thấy bệnh nhân không thấy thay đổi gì thì sao? Nếu đang điều trị cho một bệnh nhân đang tăng trưởng thấy 6 tháng trời mà thấy bệnh nhân không thay đổi gì thì sao ạ? Xem mọi người bây giờ làm nào? 6 tháng trời. Điều trị bệnh nhân 6 tháng trời nhưng mà không thấy thay đổi gì. Có bác nào từng từng gặp những trường hợp vậy chưa? Bệnh nhân trẻ con đấy, điều trị bệnh nhân 6 tháng trời mà không thấy thay đổi gì mấy thì làm nào em thấy mấy người hỏi luôn ở trên lớp lớp trực tiếp cũng có có bác cái hỏi có bác hỏi mà thấy trên online mấy bác nhắn tin các bạn bên lớp các bạn tổng hợp lại ấy. thế đợt này em thấy nhiều nhiều bác hỏi cái phần này à, chị Hoa chia sẻ là bệnh nhân chưa hoặc qua giai đoạn tăng trưởng rồi ok chính xác đúng không rồi bạn iPhone chia sẻ là xem lại chẩn đoán phương pháp điều trị mọi người có thể đổi tên đâu mình xưng hô cho dễ đúng không các bạn iPhone các kiểu nó hơi khó iPhone Samsung nó hơi khó đúng không à còn gì nữa ạ còn gì nữa không? À, Đốc Dr. t chia sẻ nếu chưa đến tuổi tăng trưởng thì cho về chờ qua tuổi tăng trưởng rồi thì chờ thay hết răng tỉnh nha rồi ok đúng không? Để làm số cái có bác nào có từng gặp những trường hợp như vậy chưa hoặc mình có có thể chia sẻ gì không? ngày xưa mình cũng gặp à, chỉnh Nguyễn tiêu Hoa hoặc đeo hàm tháo lắp bệnh nhân không đeo rồi ok đúng không ạ? có thể do bệnh nhân không hợp tác đúng không đây tổng hợp là một số là do có thể do à, chưa đến tuổi tăng trưởng hoặc là qua giai đoạn tăng trưởng đúng không hoặc là à, chẩn đoán phương pháp điều trị nó không đúng này hoặc là bệnh nhân không hợp tác đúng không ạ chẩn đoán sai bệnh nhân không hợp tác rồi còn gì nữa không ạ thêm một người còn gì nữa không ạ là nóc nhà không đồng ý hay không nữa à, liên quan gì á à? sao lại nóc nhà đồng ý hay không ạ à? à, chưa hiểu à, bạn Dương Tiết ra nói bệnh nhân có thói quen xấu không sửa rồi còn gì nữa ạ bệnh nhân mà điều trị 6 tháng rồi mà thấy không thay đổi gì đúng không có thể có đấy có thể một số người sẽ gặp đúng không thường thường ok à, tổng kết làm chút xíu nha có thể là như các bác chia sẻ bệnh nhân chưa đến giai đoạn mình uh, can thiệp đúng không thì mình điều trị rất là khó rất là lâu đúng không phải chẩn đoán sai em nói rồi chẩn đoán sai thì hướng điều trị khả năng cao là nó không đúng đúng không hiếm lắm hiếm khi mà chẩn đoán sai mà điều trị đúng lắm khó đúng không cũng có nhưng mà khó lắm hoặc do bệnh nhân không hợp tác đúng không à, cũng có thể như vậy và có thói quen xấu bệnh nhân không sửa nhiều nhiều vấn đề hoặc có vấn đề bệnh lý mình không điều trị tuy nhiên là thường mình có nói nếu như mà anh chị điều trị bệnh nhân 6 tháng trời bệnh nhân không thay đổi thì phải xem lại nhé phải xem lại mình thường thường nếu mà chỉ can thiệp đúng ấy, thì tầm một vài tuần thôi thấy nó khác hẳn luôn rồi đừng chờ sau tháng Đấy, kinh nghiệm mình nhân đừng chờ sau tháng chờ sau tháng xong mình mới thay đổi là nó quá muộn màng rồi nếu bệnh nhân đang tăng trưởng ấy thường thường mình sẽ hẹn bệnh nhân khoảng tầm là có những cái, cái trường hợp mình gắn cái cụ mình hẹn khoảng tầm 3 ngày qua quay lại ba ngày sau quay lại thấy khác rồi Đấy, còn ấy, có trường hợp một tuần hai tuần thấy khác luôn rồi chứ đừng đừng chờ đến đến một tháng 6 tháng 3 tháng gì đó đúng không ạ nếu chị chẩn đoán đúng đưa ra hướng điều trị đúng là mấy hôm nó khác rồi được chưa được đừng, đừng chờ lâu như vậy nha rồi thường thường là mình có những cái vấn đề này mình tổng hợp lại thành thành có ba nhóm chính ba nhóm vấn đề có thể xảy ra với bệnh nhân đúng không khi mình chẩn đoán được đúng vấn đề mình xử trí cho các cháu rất là tốt luôn rất là nhanh luôn Đó. thứ nhất là vấn đề về bệnh lý này thói quen xấu này đúng không ạ thứ hai là vấn đề về xương và thứ ba là vấn đề về răng thường thường cái nào mọi người hay gặp nhất ạ ba cái này, này hoặc có anh chị nào có chia nhiều chia sẻ nhiều hơn không chia nhiều hơn không mình thường thường mình hay chia là mình ngón nói mình thích số 3 đúng không à, dễ nhớ không hiểu sao thích thích số 3 như vậy phân tích phim này gì gì đấy mình hay chia ra ba cái Sao từ đó mình chia nhỏ ra cái nạn thế mình chia ra ba cái à, bệnh lý môi trường này thói quen xấu này thứ hai là xương thứ ba răng theo mọi người mọi người hay gặp cái nào nhất hoặc mình thích làm cái phần nào nhất đâu? số 1 hay số 2 thứ số ba tập trung nói về cái đó Mọi người muốn nghe phần nào nhiều nhất? 3, rồi, thì hạ. Rồi, gặp nhiều số 1. Xương. 3. Và 3 là răng đúng không ạ? À, 1. 1 là vấn đề bệnh lý cho con xấu đúng không ạ? là 1 2 3 này cả 3. Ok thế mình cứ chia 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 nhỏ dần dần cũng được đúng không? Hôm trước em thấy khá nhiều anh chị hỏi ở uh, cả 1 2 3 thì Thu Hà cả 1 2 3. Ok, dần dần đúng không? Thì hôm trước em thấy các bạn bên bên quản lý lớp các bạn báo là mọi người hôm trước mình thấy ấy, mọi người nhắn tin hỏi về cái phần là điều trị răng khá là nhiều. À, cả ba luôn này. Mọi người nhắn chung vào nhóm nhá, nhắn chung vào nhóm thì nó dễ hơn nhắn riêng cho em mà nhiều người nhắn riêng cho em lại không không đọc hết được đâu đúng không rồi ok nhắn cho mọi người đều xem đó ok ba phần răng à. à thì mình đã nói qua một chút xíu về cả ba cái này sau đó mình, thì mọi người vốt phần nào nhiều hơn thì tập trung một phần đó nhiều hơn đúng không được chưa à, ok mọi người ấy phần mọi người cần phần nào nhiều hơn thì tập trung một phần đó nhiều hơn mình nói qua chút xíu về cả ba cái này đúng không được không ạ được không ạ mình nói qua một chút xíu nhé cả ba cái này nhé thứ nhất là với vấn đề bệnh lý này thường thường là mình có thể gặp là những trẻ khe hở môi vòng miệng này hoặc phanh môi vành lưỡi bán thấp này rồi thường gặp cả ba hả rồi thảm thế rồi hoặc là thói quen là thở miệng đúng không Mút con tay để lưỡi Đấy, đúng không ạ hoặc là vấn đề bệnh lý ví dụ như là mình hay gặp nhiều bạn là các bạn hay thở miệng ấy ngày xưa mình không biết đâu thế cứ nghĩ là khi mà thở miệng là thường là cho bệnh nhân đeo các khí cụ để gọi là chống thở miệng đúng không cho các cháu ngậm lại này các cháu thở dễ này Đấy. À, ngoài ra chỉnh răng các kiểu nữa tuy nhiên là sau mới phát hiện ra lý do tại sao các cháu thở miệng hạn đó à, thì khi đó là do các vấn đề về đường hô hấp trên ví dụ như là liên quan đường thở thầu thầu hóa này cháu này đúng không ạ à, các mũi các cháu cứ bị bịt tắc lại à, phần đường thở bên trên này đó à, là một là khi nào các cháu cũng muốn thở cháu phải há miệng ra để thở à, do đó là liên quan rất nhiều vấn đề về về à, mặt bệnh nhân này về cái xương hà bệnh nhân này về răng bệnh nhân rất là nhiều vấn đề đó đây khe môi miệng này thường ngày xưa là mình, như khi mình học về phẫu thuật hàm mặt hoặc là các bác sĩ trong viện ấy, làm về hàm mặt thì các bác hay làm phần này đó đúng không ạ đây là những cái vấn đề là ví dụ bệnh lý khe môi vòng miệng đó. có thể chỉnh nhai cho bệnh nhân này đó, nhưng mà hơi vất vả nhé đúng không hoặc vấn đề thứ hai này là như một bạn sáng phương vừa hỏi ấy, thành môi bám thấp đúng không có xử lý trước không thành môi bám thấp này mọi người gặp nhiều không ạ mọi người gặp nhiều cái này không ạ có bác nào từng gặp bệnh nhân có phanh môi bắn thấp không? À, bác sĩ thế chia sẻ là rất nhiều đúng không ạ? À, quá nhiều ạ? À, nhiều à, anh dần gặp nhiều đúng không? sáng gặp nhiều này, toàn gặp nhiều. À, như nhà mình gặp uh, 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 dương thiết mới gặp một ca, à, gặp một ca, chưa biết làm thế nào hả? Huh? ok chút xíu nữa, chút xíu nữa đúng không? nhiều ngày xưa mình uh, khi mình làm uh, mình một mình đi học này, thời sinh viên mình đi học thì uh, học ở bên bên trường trường y hà nội ấy bọn mình được đi gọi là đi ở khá là nhiều viện đấy thì những cái này gặp khá là nhiều sau khi mình làm ở viện đấy làm ở viện thì những cái gần này gặp khá là nhiều còn bây giờ mình đi phòng khám đấy đi phòng khám thì thỉnh thoảng gặp thôi còn đa phần thì bây giờ nhà mình các bạn xử lý hết cái này cho nên mình gặp ít lắm nhà các bạn làm được hết mà cho nên là trường hợp là thỉnh thoảng là bệnh nhân của mình 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 gặp mình xử lý thôi rồi. rồi thông thường những cái này mình cắt thôi cắt thành môi thôi đúng không ạ cắt thành môi thôi À, khi mà nó có ảnh hưởng một số cái vấn đề thứ nhất à, nhiều người thấy nhất là hay gặp là ở nó gây khe thừa đúng không đúng không nó hay gây khe thừa vùng đóng cửa đúng không ạ gây, gây th khe thừa vùng đóng cửa này thì khi đó là bệnh nhân thấy là thẩm mỹ nó xấu này hở này nhiều người bảo mất lộc đúng không Đấy. hoặc phát âm nó không tốt lắm tạo ra khe thừa đây à, đúng không phát âm này hoặc là nó tạo khoảng trống đó cho nên là bệnh nhân ăn nhai nuốt các kiểu đôi khi nó hơi khó một chút xíu Đấy, mấy tuổi thì cắt này rồi khi, cái này có ảnh hưởng nhiều không theo một người khi phanh môi bấm thấp nó gây khe thưa như vậy ảnh hưởng nhiều không cần phải xử lý luôn không giả sử mình gặp trường hợp này phải xử lý luôn không à có thế như giả sử bệnh nhân phanh môi bấm thấp này à, gây cản trở khe thưa đang cửa khoảng mấy tuổi là mình mình xử lý ạ có người bảo ở 6 tuổi có người bảo thôi chờ chút xíu chú, 7 tuổi 8 tuổi đi có người bảo 10 tuổi à, Đấy, xử lý nào ở à, một thứ nhất là xử lý như thế nào thứ hai là mấy tuổi xử lý à, có bệnh nhân 3 tuổi mẹ bé đưa đến khám bảo cắt rồi anh dần chia sẻ kéo răng vào xong rồi cắt phanh rồi thế chia sẻ càng sớm mà tốt cái quyền nguyễn này. À, kéo hai đăng khít rồi cắt thành môi admin cái này xử lý khi phát hiện à, càng sớm càng tốt rồi ok thông thường ấy, những cái này ấy, à, thông thường ấy thông thường là có mấy trường hợp thứ nhất ok nếu bệnh nhân khoảng 6 tuổi mục mình phải xem mục đích của mình là gì cắt thành môi này để làm gì ạ mình muốn cắt thành môi này để làm gì ạ à, tức là mình phải xem xem nó có ảnh hưởng gì không để thế nó có ảnh hưởng gì không đã đúng không à, có nơi xử lý sau khi sinh ra là ok À, thông thường là tùy mức độ ảnh hưởng đúng không ạ giả sự nếu như nó chỉ gây khe thưa này đúng không ạ nếu giả bệnh bệnh nhân 6 tuổi mình cắt cắt xong nó gây cái, sẹo sơ ở đó nhá tại sao anh chị là kéo đóng khoảng mấy cái răng cửa này nó hơi vất vả đấy đó thì thường thường là nếu mình cắt này là mình phải đóng cái khe thưa này lại một là cắt xong thì mình mới à, mình, mình, đóng khe thưa này xong là mình mới cắt này hoặc thứ hai là trong quá trình mình cắt à, đóng gần xong là mình cắt Để khi đó là nó không có cái sẹo sơ còn nếu như ngày xưa ban đầu mình làm ấy, Là mình cắt thế này mà không để ý thế này sau là khi mình kéo những đăng cửa này vào nó cứ có sẹo sờ đó là hai đăng cửa này không đóng kín được tuy nhiên là khi mình đóng kín xong đúng không? bệnh nhân mọc đăng hai lên hoặc là khớp cắn nó có vấn đề này lại bị thừa trở lại đó rất là vất vả do đó nếu như chỉ có khe thừa đơn thuần này thường thường mình chờ đăng cửa bên mọc xong mình mới mới xử lý hoặc nếu mình xử lý đóng kín khe thừa đó lại thì bắt buộc phải duy trì thứ nhất khe thừa cái phanh môi băng thấp gây khe thừa những cái này ít ảnh hưởng lắm chủ yếu ảnh hưởng phát âm một chút thẩm mỹ một chút xíu cái mà mình lo ngại hơn đấy phải phải xử lý sớm hơn đó là trong trường hợp mà cái phanh môi này bám thấp này nó gây vấn đề về nhà chu trong trường hợp mà khi mọi người cầm phanh môi lắc 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 này thấy phần nú lợi này các kiểu nó di động theo nhiều ấy nó bị uh, tổn thương này thì hay bị viêm nha chu hay bị rát thức ăn này có túi quanh răng ở những răng này này thì gây tiêu xương gây viêm nha chu những răng này đúng không ạ cửa này khi đó mình phải xử lý sớm hơn khi phát hiện là vấn đề cái phải xử lý luôn còn cái khe thưa này có thể chờ muộn một chút xíu không không sợ không sợ ở đó uh, chỉ ở cháu hơi bất thẩm mỹ chút xíu hơi ngại chút xíu thôi tất nhiên có thể xử lý luôn cũng được hoặc trì hoãn được được chưa thường thường như vậy Đấy, cách xử lý này thì rất là dễ đúng không ạ mình cắt phanh môi thôi cắt phanh môi này mọi người thấy khó hay dễ ạ à? các bác thấy cắt phanh môi này khó hay dễ ạ thường thường thế là làm nó đơn giản lắm mình làm chút xíu là xong thôi đó, chủ yếu là ok bố mẹ đồng ý đúng không ạ ví dụ đây chẳng hạn phanh môi này cắt tí xíu là sao đúng không gây tê là cắt thôi đúng không gây tê làm cắt này cắt ngang khâu dọc đúng không ạ đây cắt ngang khâu dọc này đúng chưa Đấy, cắt sạch hết cái phần này đi thôi lấy bỏ hết phần sợi sơ mọi người để ý ha. bóc tách và lấy hết phần sợi sơ này nếu như nó có mặt trong nữa đúng không ạ nếu như nó có mặt trong này phải lấy hết cả mặt trong này này sau này khâu là khâu phía trên này đúng không ạ hoặc nếu đây có chảy máu chẳng hạn thì một là mọi người có thể dùng cái laser đúng không là đốt cầm máu còn nếu không thì như mình thì ngày xưa mình làm là không có không có laser đâu lấy cái bông dịt lại chút xíu nó, nó ok nó cầm máu thôi nó không khó cắt phanh môi dễ mà đúng không một cái gọi là tiểu phẫu rất là dễ đúng không nguyên lấy cắt là cắt ngang khâu dọc đúng không ạ cắt ngang này cắt ngang này khâu dọc này đúng không để cho cái phanh môi mình dài ra khi phanh môi bám thấp này nó hay cái tình trạng là ở cái cách tiền đình nó nông nó hay cái tổn thương vậy mình cắt mình cắt hết cái phần này đi bỏ hết phần hai bên này và cắt hết phần, uh, phần sơ này sợi sơ đây này bỏ hết phần này nhé đó cái trường hợp thứ hai hay gặp đó là phanh lưỡi bám thấp đúng không ạ Đấy, môi ở trên thì phanh lưỡi ở dưới thôi Đấy, hai cái đối ngược với nhau cái phanh lưỡi bám thấp như thế này đúng không ạ Ok, có thể cần có cái vấn đề gì không ạ? Đó. À, bạn Trần Văn Cơ hỏi là cắt nó có hay bị tái phát lại không? À, nếu mình cắt đúng thì nó không tái phát đâu đúng không? À, à, trong trường hợp này phát âm khó này, rồi kệ okay. có bú và nói ngọng này, đúng không ạ? À, phát âm khó này. À, còn gì nữa ạ? chủ yếu này thì mình gặp như này mình có can thiệp luôn không ạ thường thường mình lo lắng như vấn đề gì à, mọi người hay lo lắng khi bệnh nhân có phanh lưỡi bằng thấp thì mình sợ cái gì mình hay sợ vấn đề gì không ạ à, trẻ bú nói ăn uống phát âm khó khăn họ rất là nhiều đúng không ạ chào mọi bạn quỳnh anh can thiệp sớm này khó nói nói ngọng này đẩy lưỡi rồi à, mình lo lắng vấn đề gì nữa không ạ À, khó nuốt rồi đúng rồi rất nhiều vấn đề đúng không tuy nhiên là đa phần mình thấy ở lưỡi mình có tác dụng gì thứ nhất ở nhiều người nói ở nó phát âm đúng không ạ đúng không đó nó lắng bệnh nhân thở miệng người khăn hở à, có thể đúng không rồi ít lắm à, khi mà thường thường cái lưỡi của mình thứ nhất là chức năng mà người hay thấy nhất là nói đúng không lưỡi không xương nhiều đường lắt léo đấy đúng không đó ok phát âm nếu như chỉ lo lắng vấn đề phát âm thông thường bệnh nhân của mình khoảng tầm 18 tháng là bệnh nhân bắt đầu bà bé biết nói đúng không tập nói có thể là người cắt tầm đó cũng được và có khi người như có người bảo ở tầm 3 tuổi nó đi học mẫu giáo kiểu ấy hai ba tuổi đi học mẫu giáo thầy cô dạy phát âm nói và có người bảo 6 tuổi có người bảo lớn hơn chút xíu ok đây là một một trong những cái liên quan ngôn ngữ đúng không cái thứ hai nữa chức năng ăn nuốt nó trộn thức ăn đúng không ạ trộn thức ăn nuốt khi đó được cần không cái xử lý sớm như sớm là bao giờ à. Sớm không phải là 7 8 giờ sáng, nha 12 giờ trưa, sớm là bao nhiêu tuổi ấy à, khó nói khó phát âm này gây cao gắt khi trẻ không diễn đạt được câu nói đó, ok à, nhưng mà thông thường khi mình chỉ định can thiệp sớm ấy có cái trường hợp sớm hơn nữa đó nó ảnh hưởng đến vấn đề dinh dưỡng của trẻ nói nó nói ngọng chút xíu à, chưa sao cả muộn chút xíu chỉnh cũng được à, tất nhiên chỉnh sớm vẫn tốt hơn đúng không tuy nhiên là khi mà liên quan việc là có người bảo đảm thức ăn à, chưa quan trọng nhiều mà cái mới sinh ra ấy, trẻ có bú được hay không nếu trường hợp mà người thấy phanh lưỡi này bám thấp quá này thì cái lưỡi nó không không bám được vào tí mẹ đúng không ạ thì trẻ bú rất là khó thì cái đó mới là cái quan trọng mình cần phải can thiệp sớm đó khi đó mình phải cắt lưỡi phanh lưỡi rất là sớm còn nếu ở phanh lưỡi độ 2 chẳng hạn là nó bám vừa vừa lưỡi vẫn hoạt động được vẫn co được cái vòng miệng hàm trên đúng không ạ vẫn ok còn này, nếu như mà nó không thể co được không thể cử động được đầu lưỡi không thể cử động được thì rất là khó phải chỉ trí thì sớm khi mà càng sớm càng tốt đó, hoặc có một số cái cái tác dụng nữa lưỡi của mình đặt trên vòng miệng đúng không? kích thích vào miệng phát triển. đó những cái về sau rồi à, mình có thể mình mình xử lý sau. thì nó phanh lưỡi em dễ rồi đúng không? phanh lưỡi này thông thường là như uh, bây giờ mình thấy rất là nhiều bác làm rất rất là tốt. Đó, các bác kéo lưỡi lên, các bác dùng laser, các bác cắt đi, giao điện cũng được cắt đi phát là xong. còn như đợt trước thì mình không có, ấy, thì một là mình uh, uh, bây giờ mình thấy có cái cây vén vén uh, lưỡi rồi, uh, bén lưỡi này đúng không? ạ lưỡi mình này vén lên, cắt rất là dễ. còn uh, như uh, trước đây thì mình không có, thì mình thường là gọi là nói như các bác hơi dã man tí xíu đấy, hơi dã man. đó, tức là mình gây tê, sau khâu đầu lưỡi lại, khâu đầu lưỡi lại kéo lưỡi lên, kéo lưỡi bệnh nhân lên, sau là dùng hai panh cong kẹp một trên một dưới và dùng cái lưỡi dao hoặc kéo cắt ở giữa đi. À, tất nhiên là có một số trường hợp thì phải có nếu phát hiện là các mạch máu, ấy, mạch máu nhỏ ở dưới đó phải khâu trước nha. khi mình kẹp này mình thấy nhìn thấy mạch máu luôn rồi mà. À, cái cái thành lưỡi màng rất là mỏng, kẹp phát thấy ngay thì mình khâu một phát trên đúng không, khâu một phát dưới ngày xưa khi mình làm nông viện ấy, thì những chỗ đó này à, gần như là những cái cái này rất là dễ cho nên mình làm ghế răng thôi không có vào phòng mổ không có giao điện gì cả đó những cái tê xong rồi thì xử lý tí xíu là xong nếu có mạch máu khâu vết trên một cái khâu với dưới một cái sau phải cắt giữa không sợ chảy máu đó thì rất là dễ à, bây giờ phòng khám này có giao điện nó kiểu rồi thì làm rất là đơn giản nhẹ nhàng không có chảy máu gì cả đó. À, cắt thăng lưỡi à, một bạn hỏi bạn đã khóa hỏi là em có bệnh nhân hai răng một mọc được một phần hai rồi và hai răng hai đang mọc lên có phanh môi có khe thừa hai răng một thì cắt luôn không ạ hai thời điểm nào cắt thì thông thường nếu mà răng răng cửa mình mọc rồi ấy một khe thừa rộng ấy mình có thể mình đóng kín khe thừa cắt còn nếu khe thừa khoảng tầm một ly hoặc hơn một ly chút xíu thì không cần khe thừa vài ba ly thì mình cần là à, xử trí là đóng khe thừa đó và sau cắt đó. cắt thăng lưỡi có những tai biến nào xảy ra ok thì cái này chắc để một phần khác về tiểu phẫu tuy nhiên mình đã qua chút xíu và khi mình à, mình cắt này thì mọi người hay sợ cái gì ạ? Mọi người là hay sợ cái gì khi cắt phanh mũi lưỡi này không? Mọi người hay sợ cái gì khi cắt phanh lưỡi không ạ? À, tuyến nước bọt này có bơm thực tê không ạ? Bơm thì vị trí nào? Rồi chảy máu, rồi chảy máu, à, Rất lo lắng về đấy và để chảy máu cập máu đúng không ạ? À, chảy máu vào tuyến nước bọt. Nó à, còn gì nữa ạ Cầm máu chảy máu Rồi còn gì nữa à, tung Rồi, không ạ? cắt trúng động mạch lưỡi. Rồi chảy đau. Khâu vào ống quá tông. Rồi. Còn gì nữa không ạ? Ok. Mỗi người có cái nỗi sợ riêng đúng không? Khi mình sợ ok thì mình cứ lo lắng là mình sẽ nghĩ ra cái cách khắc phục đúng không ạ à, ok mình thấy rất là nhiều người là sợ chảy máu đúng không ạ à, hoặc là à, cắt trúng động mạch lưỡi ok mình nói rồi thứ nhất nếu như giả sử mình mình kiểm soát cầm máu đúng không ạ mình sợ chảy máu mình phải kiểm soát cầm máu trước khi nó chảy máu ha có như thế thứ nhất là ok gây tê gây tê thuốc tê có adrenaline thì nó cái tác dụng co mạch nó làm giảm nguy cơ chảy máu thì phẫu trường mình nó sạch sẽ hơn đúng không thì thường thường mình gây tê chút xíu khi mình làm độc viện thì thuốc tê nó gọi là thuốc tê bằng ống thủy tinh mà búng búng ấy vợ bể bè đấy để nói hơn nha thì nó 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 không tốt bằng cái thuốc tê nha khoa của mình đâu tự nhiên vẫn làm ok thôi không vấn đề gì cả à, mình gây tê xong này chắc chắn là gây tê nhé không phải gây tê các cháu rất là đau nhiều người bảo ủi trẻ con biết gì đâu mà nó vẫn đau chứ à, giờ đó mình vẫn gây tê thứ hai nữa là khi mình nói rồi ấy, mình dùng uh, hai phanh mình kéo lên này đúng không ạ hai phanh kéo lên này thì mình kiểm tra là khi mà cái phanh lưỡi nó là sự màng rất là mỏng nhìn rất là rõ ở đây có có chảy mạch máu gì không nếu có mạch máu mình nói rồi mình sẽ khâu một cái bị hai panh như thế này một panh trên panh dưới này thì mình sẽ khâu phía phía giữa cái panh và cái lưỡi của mình ví dụ mình kẹp panh này chẳng hạn này. khi mình ví dụ giả sử cái panh này đúng không mình kẹp đây này kẹp sát phía trên này kéo lên này đúng không thì mình khâu là phía trên đó thì khi buộc lại để mình cắt giữa này nó không bị chảy máu mà nếu giả sử có mạch máu ấy, thì mình khâu một cái phía trên này và một cái phía dưới đúng không ạ một phát phía dưới này hay một cái phía trên này đó là sau ok cắt thoải mái không sợ thứ hai nếu mà người sợ nó chảy máu ok dùng dao điện đúng không dùng dao điện à, thông thường cắt này nó chảy một tí tí thôi mình cắt bằng dao bằng kéo thông thường ấy nó chảy một tí tí kiểu kiểu này đúng không ạ chút xíu dí cái gạc của đó chút là nó cầm đó còn nếu mà người cắt vào mạch thì sao nó chảy nó nhiều hơn nhưng mà khâu mạch đúng không nếu không có khâu mạch thì mọi người không muốn khâu mạch thì phải dùng cái, cái dao điện hoặc là cái bipolar để mình mình kẹp cầm máu thôi đó nếu không để nó chảy rồi thì khi nó nhìn nó cũng thấy là nó khó hơn để tìm thứ hai là cái mạch của mình nó bị nó uh, bị co lại ấy. Thì đôi khi mình tìm nó hơi khó thôi không khó lắm nhưng mà tìm nó hơi khó tí tí thôi cái thứ hai là mình có một số anh chị bảo là sợ khâu vào ống quát tông này nó cắt vào ống quát tông khâu vào ống quát tông thực ra cái ống quát tông này nó nếu mọi người nhìn đấy một là khá là rõ à, nó hai ống quát tông hai bên nó quá là rõ đấy, nó nhu lên đấy hoặc thứ hai nữa mình vuốt vuốt này mình thường hay vuốt vuốt bên dưới hai, hai bên này vùng mang tay hai bên này thấy nó nước bọt nó tiết ra đặc biệt trẻ con nó chảy nước bọt rất là nhiều có ai mà thấy hàn đang nghe trẻ con nó khó không cho nước bọt nó chảy ra nhiều không ạ anh chị nào không? ở nhà em em thấy là ở trẻ con này tách ly nước bọt nó kiểu nó hơi vất vả đấy hoặc là hút nước bọt đúng không ạ cho gì vào đồng miệng nó nước bọt nó chảy tư lưa ra cho nên là khi mình mình vạch vào lưỡi ra nó các kiểu này hoặc vút vút hai bên này chút xíu này hoặc vút vùng tay này thấy nước bọt nó bắn ra luôn thành tia luôn đấy khi đó mình